chấn động cuộc đời tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, đúng tháng 1 âm lịch 2024, đón xuân mới. Thần tài mở kho ban cho lộc lớn, vận số cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, tiền bạc đổ về như thác lũ, đổi đời giàu to. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỷ chia sẻ đến quý cô bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, biết đến một bí mật cực lớn về sự thay đổi trong vận trình của mình. Trong tháng 1 âm lịch tới đây, nếu theo dõi hết vận trình và có hướng đi đúng đắn, thì chắc chắn quý cô bác sẽ có của ăn, của để, sống giàu sang sung túc. Cho dù trước đây có vất vả, khó khăn, nợ nần bao nhiêu, thì bước vào tháng 1 âm này cũng sẽ là lúc cho quý tín chủ rũ bỏ được sạch sẽ những điều khó khăn, vận hạn và không để cho quý cô bác đợi lâu thêm nữa. Ngay sau đây quý cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi hết video sau. Quý cô bác thân mến, như người ta vẫn nói, chỉ khi biết yêu bản thân mình thì mới có thể yêu được người khác. Đừng quên giữ cho mình một ít tiền tiết kiệm để chừa lại đường lui khi về già. Bước sang tuổi 50, tâm lý của chúng ta sẽ thay đổi, không tự chủ. Những cuộc thảo luận sôi nổi trước đây giữa bạn bè về thời trang, chuyện tầm phào và thị phi đã chuyển thành làm sao để sở hữu tuổi già vui sống, sức khỏe và tiết kiệm tiền. Cuộc đời mỗi người phải hoàn thành một mình, nửa chặn đầu tiêu tốn quá nhiều năng lượng của chúng ta, nếu không có nguồn lực để bổ sung cho nửa sau, thì nửa chặng sau sẽ rất khó khăn để về đích. Khi đến tuổi trung niên, con người phải tích lũy sức mạnh cho mình, nếu không bạn sẽ phải đối mặt với tuổi già khốn khổ. Chúng ta phải đặt nền móng vững chắc khi còn có thể chạy được, để những năm sau này con đường sẽ suôn sẻ. Một là chưa tiết kiệm tiền dưỡng già cho bản thân. Chất lượng cuộc sống của bạn trong những năm sau này phụ thuộc vào số tiền bạn đã tiết kiệm được cho chính mình, chứ không phải là con cái hay bất kỳ điểm tựa nào khác. Bước sang tuổi 50, chúng ta cần nhận thức rõ khoản tiền hiện có là bao nhiêu, lên kế hoạch tốt cho quãng đời còn lại và dành dụm để sống thoải mái, nếu không chúng ta sẽ sống thụ động và bất an vô cùng. Trong những năm về già, một số người có thể nghĩ rằng họ vẫn còn con cái để nương tựa, tuy nhiên, cách suy nghĩ này tuyệt đối không nên nhé. Vì hiện nay người trẻ phải chịu áp lực rất lớn trong cuộc sống, nếu được con cháu chăm sóc thì quả là phúc phần may mắn của bạn. Nhưng nếu chúng không đồng ý thì sao, thì cũng đừng oán trách, bởi lẽ mỗi người một cuộc sống riêng, trói buộc lẫn nhau chỉ khiến đôi bên thêm mỏi mệt. Có một câu chuyện thế này, nền tảng hỏi đáp và cung cấp kiến thức, cụ ông đã làm việc cật lực cả đời và mua được nhà cho các con, ông ấy tưởng rằng khi về già sẽ có thể dựa vào con cái. Tuy nhiên, khi các con ông đã trưởng thành và có gia đình riêng, thói quen sinh hoạt của ông và các con khác nhau, thời gian trôi qua đã nảy sinh mâu thuẫn, các con không còn muốn chung sống với ông. Nhưng khổ ở chỗ là ông không còn gì có thể tựa vào ai ngoài con cái, bản thân không hề có khoản dành dụm, thế là ông chỉ đành sống cúi đầu lần lượt đến ở nhờ nhà mỗi người con. Do vậy, một sự thật mà ai cũng phải hiểu rằng, không có tiền thì không có sự đảm bảo cho cuộc sống, tiền sẽ mang lại cho bạn cảm giác an toàn và yên tâm. Một nhà văn nổi tiếng người Iceland Dostoevsky đã nói một câu rất hay, khi còn trẻ tôi từng nghĩ tiền là thứ quan trọng nhất trên đời, nhưng giờ lớn hơn tôi mới nhận ra rằng, nó đúng như vậy. Như người ta vẫn nói, chỉ khi biết yêu bản thân mình thì mới có thể yêu được người khác, đừng quên giữ cho mình một ít tiền tiết kiệm để chừa lại đường lui khi về già. 2. Là không đầu tư vào phát triển bản thân, tự trưởng thành là điều rất quan trọng trong xã hội hiện đại đang phát triển nhanh chóng này, nếu không dành thời gian để học hỏi và khám phá những điều mới. Chúng ta có thể thấy mình bị tụt lại phía sau, nỗi cô đơn bị xã hội bỏ rơi sẽ khiến bạn trở thành người bị gạt ra ngoài lề cuộc sống, cố gắng học các kỹ năng mới, đọc sách, cải thiện vốn ngoại ngữ, máy tính, cho dù là để nâng cao kỹ năng chuyên môn hay học hỏi những sở thích mới, thì chúng ta đều phải duy trì niềm đam mê cuộc sống và khát khao tri thức. Chỉ bằng cách không ngừng hoàn thiện bản thân thì bạn mới có thể đối mặt tốt hơn với nửa sau của cuộc đời và kết thúc cuộc đua một cách suôn sẻ. 3. Là không rèn luyện thói quen sống lành mạnh. Sức khỏe là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc. Cho dù bạn bao nhiêu tuổi thì sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất. Chúng ta cần chú ý đến sức khỏe thể chất của mình, kiên trì tập thể dục, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đảm bảo ngủ đủ giấc và khám sức khỏe thường xuyên. Nếu chưa học được cách quản lý sức khỏe, ở tuổi 50 bạn có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe hơn trong những năm sau này, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. 4. Là thất bại trong việc tìm thấy sự bình an. Nội tâm chúng ta phải học cách bỏ qua những tham vọng bên ngoài và nghĩ thoáng hơn, đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống. Dù là niềm vui hay khó khăn, nên bạn cần duy trì sự bình yên trong nội tâm. Theo đó, đừng vui quá, cũng đừng buồn quá. Đây là chân lý để sống dung dị. Và hạnh phúc cũng có lợi cho sức khỏe. Ai làm được điều này mới đủ chiêm nghiệm thật sự duy trì sự bình an. Nội tâm không có nghĩa là trì trệ hoặc tiếp cận cuộc sống một cách tiêu cực,
Nó giống một trạng thái tâm hồn thanh thản hơn, một thái độ biết rằng cuộc sống không hề dễ dàng nhưng vẫn yêu đời. Chính vì thế, bạn hãy học cách trân trọng từng chi tiết của cuộc sống, chấp nhận mọi cảm xúc mà bạn có và biết cách bao dung người khác để có thể đối xử tốt với chính mình. Và trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về tổng quan tính cách tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 như sau. Tuổi Ngọ khó thích nghi với lịch trình do người khác đặt ra và thiếu kiên nhẫn để tuân theo các quy tắc. Tuy nhiên, họ lại rất giỏi trong việc giải quyết những việc khó nhằn. Bởi khi được tự do giải quyết theo ý mình, tuổi Ngọ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời. Nhưng bạn hãy nhớ giám sát và đừng để họ mất tập trung. Ưu điểm của tuổi Ngọ trong công việc là cẩn thận trong mọi việc, xử lý công việc đúng mực, dám nghĩ, dám làm, lại có khả năng giao tiếp tốt. Tuổi Ngọ thận trọng trong mọi việc và mang lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Tuổi Ngọ có sự thẳng thắn, yêu thích rõ ràng và họ luôn nhìn mọi vấn đề với thái độ tích cực, giỏi bày tỏ ý kiến và mục tiêu làm việc của mình. Điều đặc biệt giúp tuổi Ngọ gặp vận tốt thì sẽ phát huy được năng lực của mình, đó là họ có khả năng nhạy cảm với những điều mới và dường như họ luôn đi trước người khác một bước để phát triển sự nghiệp. Các lãnh đạo rất thích nhân viên của mình có sự nhanh nhẹn như vậy, mặc dù có vẻ thức thời giống như loài ngựa có thể chạy vạn dặm, nhưng chúng lại cần có sự kiểm soát và huấn luyện nghiêm khắc mới đi đúng hướng. Tuổi Ngọ cũng vậy, có thể họ không phù hợp với một lịch trình sắp đặt sẵn, nhưng họ cần học được những nguyên tắc nhất định để kiểm soát mục tiêu của mình, không bị lệch hướng. Thêm vào đó, tuổi Ngọ lại thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh và nóng nảy khi có chuyện xảy ra, nhưng họ lại nhanh chóng lãng quên chúng. Điểm yếu cơ bản của tuổi Ngọ là họ không hiểu rõ điểm yếu của mình và cũng không thể thay đổi chúng trong thời gian ngắn. Tuổi Ngọ nhanh nhẹn làm việc với tốc độ không phải ai cũng theo kịp, tuy nhiên, họ lại yêu cầu người khác làm việc với tốc độ tương đương mình. Khi kết quả không như ý muốn, họ lại tỏ ra phàn nàn và không hài lòng, nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi mới của xã hội. Đây là ưu điểm của tuổi Ngọ mà cấp trên rất hài lòng. Tuy nhiên, tuổi Ngọ lại thường bằng lòng với những thành tích nhỏ và mãi say sưa với chúng. Tuổi Ngọ có thêm một ưu điểm trong công việc, giúp họ có thể nhận được sự ưu ái của cấp trên, đó là họ lạc quan và có ý chí mạnh mẽ. Tuổi Ngọ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi họ đạt được mục đích. Sự nhạy cảm của tuổi Ngọ khiến họ thích dựa vào trực giác của mình để làm việc. Đôi khi điều này khiến họ đánh giá mọi việc không đủ cẩn thận. Tuổi Ngọ cần chú ý đến điều này hơn nhé, để hạn chế những sai sót xảy ra, lạc quan và ý chí mạnh mẽ không muốn bỏ cuộc là đó. Những việc thiếu kiên nhẫn khiến tuổi Ngọ khi gặp vấn đề thì luôn muốn giải quyết gấp rút. Sự vội vàng này có thể đưa đến nhiều kết quả không như ý. Tuy nhiên, chính vì nhạy bén, cho nên tuổi Ngọ có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay và nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nhìn chung họ sẽ đạt được kết quả tốt nhờ sự lạc quan, giao tiếp khéo léo, cởi mở. Tuổi Ngọ được nhiều người yêu mến trong tập thể, họ cũng dễ kết nối với đồng nghiệp. Chính vì vậy, nhờ có sự hòa hợp này, họ không chỉ học hỏi được nhiều điều và cũng tận dụng được mối quan hệ để phát triển sự nghiệp của mình. Về đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong tháng 1 âm lịch như sau. Tháng khởi đầu năm mới có thể coi là khoảng thời gian khá tốt lành đối với tuổi Bính Ngọ. Với tinh thần lạc quan, hăng hái, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, để có thể gặt hái được thành công như ý muốn, thì bạn cần phải biết nhìn thẳng vào thực tế, đồng thời kiên trì quyết tâm thực hiện mọi việc đến cùng. Tháng có tam hợp xuất hiện cho thấy, phương diện sự nghiệp của tuổi này tiến triển tương đối thuận lợi, cho dù bạn là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử, thì đều sẽ đạt được kết quả tốt. Có điều là bạn chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc. Hơn nữa, thời điểm này các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ đem lại cho bạn nhiều sự trợ giúp đáng kể. Điều quý tín chủ cần phải chú ý lúc này chính là thay đổi bản tính cả thèm chóng chán của mình, tránh hăng hái lúc đầu rồi lại bỏ dở giữa chừng. Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn của mình. Và dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, bạn vì thế cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mà mình còn chưa hiểu rõ. Có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân. Song cho dù có đồng tiền dư giả, thì bạn cũng cần chi tiêu tiết kiệm hơn, tránh đốt tiền vào những thú vui không lành mạnh. Chuyện tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức, trong khi người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, bạn cũng đã cởi mở hơn. Cho nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng. Quan hệ vợ chồng hòa hợp đôi bên thường xuyên trao đổi để đi tới những quyết định thống nhất. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong tháng 1 âm lịch như sau.
Tuổi Bính Ngọ có khởi đầu năm mới với những dấu hiệu tích cực trên phương diện sự nghiệp, nhờ có sự trợ giúp của cục diện tam hợp mà bạn có thể tự nhận ra rằng mình bắt tay vào công việc gì cũng đạt được sự thuận lợi đáng ngạc nhiên, cho dù bạn làm ở lĩnh vực nào đi nữa thì cũng sẽ đạt được thành tựu ngưỡng mộ. Tất nhiên, để có thể chạm tay vào điều mà mình mong muốn, bạn cũng vẫn sẽ phải cố gắng hết sức, bởi chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống. Quý tín chủ cần nhắc nhở bản thân cần cù, chịu khó, quyết tâm khi đối diện với những sự cố bất ngờ mà chớ nên cả thèm chống chán. Muốn từ bỏ khi mới gặp phải khó khăn, làm được những điều ấy thì việc gặt hái thành quả sẽ nằm ngay trong tầm tay của bạn. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho vận trình của bạn. Xung quanh bạn lúc này luôn có người đồng nghiệp tốt, những vị lãnh đạo sáng suốt, sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhìn thấy năng lực của bạn cho nên sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ vừa mang tính thử thách, vừa giúp củng cố vị trí của bạn. Do có nguyệt lệnh lâm thai chiếu mệnh, cho nên quý tín chủ cũng cởi mở hơn trong lối suy nghĩ. Bạn thường ham nghiên cứu, tìm tòi những điều mới mẻ, nhờ đó mà tìm ra con đường mới để phát triển bản thân. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận thông tin, bạn cần phải tiếp thu có chọn lọc, đừng nên nhẹ dạ cả tin, kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu mà khiến bản thân muốn dứt mà không dứt ra được. Một số người cần phải nhắc nhở mình tập trung vào nhiệm vụ. Khi đã quay trở lại với guồng quay công việc thì bạn không nên có những tư tưởng ăn chơi, hưởng thụ được đến đâu hay đến đấy mà khiến công việc trì trệ không phát triển được nhé. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 như sau. Vận trình tài lộc của quý tín chủ cũng có những bước tiến đáng kể. Trong thời điểm này bạn gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó, và dưới ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, chính vì thế bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, nhờ thế mà việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi. Nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì quý tín chủ cũng có thể tiến hành ngay trong lúc này. Tuy nhiên, người còn trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm đầu tư kinh doanh thì không nên đưa ra những quyết định chủ quan nóng vội chỉ vì muốn bằng được người này người khác. Bạn nên dành thời gian học hỏi thêm những kiến thức mới, đồng thời tham khảo ý kiến của người giàu kinh nghiệm để tránh những khó khăn, thiệt hại kinh tế có thể xảy ra. Nguyệt lệnh lâm thai xuất hiện cho thấy bạn nên nhìn thẳng vào thực tế nhé, chứ không nên mơ mộng quá mức. Chỉ khi có cái nhìn khách quan đúng đắn thì bạn mới đưa ra được những kế hoạch chính xác, phù hợp với bản thân mình, giúp việc kiếm tiền trở nên thuận lợi. Trên phương diện chi tiêu, bạn nên nhắc nhở mình sống tiết kiệm hơn, đừng bỏ quá nhiều tiền cho các hoạt động vui chơi, hưởng thụ kẻo túi tiền dù có rủng rỉnh đến mấy rồi cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Xét về phương diện tình duyên của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong tháng 1 âm lịch như sau. Câu chuyện tình cảm của tuổi Bính Ngọ phát triển rực rỡ vào tháng, điều này khởi đầu năm 2024. Cho dù là người độc thân hay người đã lập gia đình, bạn đều có thể được hưởng niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại. Tam hợp thúc đẩy vận trình tình duyên cho người độc thân, các mối quan hệ xã giao hài hòa, rộng rãi có thể giúp bạn gặp được người phù hợp với mình. Khi có thiện cảm với ai, bạn hãy chủ động theo đuổi và tìm hiểu, chỉ cần chân thành thì bạn ắt sẽ khiến cho người ấy rung động. Một số người còn được người thân quen bè bạn giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, bạn lúc này hãy cho đối phương cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý là không nên giữ quan hệ với quá nhiều người một lúc, bởi tính cách ham vui, chơi bời quá mức của bạn thì sẽ khiến bạn và mọi người xung quanh phải chịu tổn thương đấy. Nếu đã lập gia đình, bạn và người ấy sẽ ngày một thấu hiểu nhau hơn, hai người luôn bàn bạc kỹ mọi chuyện với nhau trước khi bắt tay vào làm. Và bạn nên giảm thiểu được những tranh cãi bất đồng không đáng có, bạn rất trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có được. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong tháng 1 âm lịch như sau. Đáng tiếc là tình hình sức khỏe của tuổi Bính Ngọ lại có dấu hiệu đi xuống trong tháng này do chịu tác động xấu của Bạch Hổ. Hung tinh này mang điềm báo họa huyết quang, gây bất lợi cho sức khỏe. Chính vì thế mà quý tín chủ cần phải cẩn thận nhé khi lao động chân tay, khi sử dụng các vật sắc nhọn, cũng như khi tham gia giao thông để tránh những tổn thương không đáng có. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nhớ duy trì lối sống điều độ, chớ quá sa đà vào việc ăn chơi, hưởng thụ khiến cơ thể thiếu tỉnh táo. Thay vì tốn quá nhiều thời gian để chơi bời, thì bạn có thể rèn luyện thể thao hoặc đọc thêm sách vở, điều này sẽ khiến cơ thể và tinh thần khỏe mạnh. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 1 âm lịch của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 như sau. Đầu tiên là tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 1 âm lịch.
Tử vi may mắn xin tiết lộ đôi phần về vận trình tuổi Bính Ngọ trong tuần đầu tiên của năm mới 2024 âm lịch này, cát khí vượng, cho nên chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Từ giữa tuần thì tài khí cực vượng, quý tín chủ vì thế thoải mái thu tiền về tay mà chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều. Bách việc chợ đào hoa xuất hiện, cho nên tuổi Bính Ngọ sẽ cảm nhận rõ rệt sự tăng nhiệt trong mối quan hệ tình cảm của mình. Bạn và người ấy mong muốn sẽ sớm về chung một nhà, có thể sắp tới sẽ về ra mắt hai bên gia đình. Với người độc thân thì cần xông xáo, chủ động hơn nhé, để nắm bắt cơ hội tình duyên của mình. Đối phương đã bật đèn xanh thì cứ thế mà tiến tới thôi, thời buổi nam nữ bình đẳng, đừng mãi chờ đợi nữa. Công việc khá trôi chảy vào thời điểm đầu tuần, khi quý tín chủ được ấn quan tiếp sức, tự tin giải quyết mọi vấn đề nảy sinh. Song từ giữa tuần trở đi, tuổi Bính Ngọ dễ bị kẻ xấu cản trở, không thể thoải mái làm theo ý mình. Tiếp theo, tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp thì tuổi Bính Ngọ được tả phù cát tin trợ mệnh, chính vì thế con đường công danh sự nghiệp khởi sắc không ngừng. Quý tín chủ có thể sẽ có cơ hội thăng quan, tiến chức ngay trong tuần 2 tháng 1 âm lịch này. Tuy nhiên, thiên quan cảnh báo quý tín chủ cần phải giữ mồm giữ miệng, đừng tùy ý nghĩ gì nói nấy mà rước họa vào thân, thị phi có thể sinh ra bất cứ lúc nào. Nếu như tuổi Bính Ngọ không ý thức giữ hình ảnh của mình, thì càng thành công lại càng bị nhòm ngó, tình duyên kém sắc, bạn và người ấy mãi mà chưa đi đến thống nhất về tương lai. Mối quan hệ cứ khi người này muốn tiến, thì người kia lại muốn lùi, có lẽ tình yêu giữa hai người chưa đủ lớn để chống lại cả thế giới này. Tài lộc trong tuần không phải là không có, nhưng phải chờ tới cuối tuần mới thực sự nhìn rõ, trong tuần kiếm tiền khá khó khăn. Song cuối tuần thì mọi trở ngại sẽ biến mất, thiên tài mang theo nhiều cơ may tài lộc cho quý tín chủ. Tiếp theo, tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 1 âm lịch. Tuổi Bính Ngọ trong tuần 3 này được nguyệt mã các tinh chủ về công danh sự nghiệp, chỉ đường dẫn lối. Nhờ thế mà biết cách tận dụng cơ hội sẵn có, cùng với thế mạnh của mình để khẳng định vị thế của bản thân. Tuy nhiên, giữa tuần có thương quan, quý tín chủ nên chú ý đừng tỏ ra mình lúc nào cũng biết hết mọi thứ, mà cần tham khảo thêm ý kiến của mọi người. Để có được kết quả làm việc tốt nhất, có hiệu quả cao nhất và có thể đường tình duyên chắc trở, tuổi Bính Ngọ muốn tìm người mình yêu. Nhưng chẳng thấy khả quan, có lúc bạn muốn mặc kệ sự đời không mất nhiều thời gian cho những việc chẳng nhìn thấy tương lai như vậy nữa. Đầu tuần có thực thần độ mệnh, cho nên chuyện kiếm tiền khá dễ dàng và thuận lợi, các hoạt động cầu tài thì cũng nên thực hiện vào thời điểm này sẽ tốt hơn cuối tuần, tài khí suy giảm dù có kiếm được tiền thì cũng chẳng đáng là bao. Cuối cùng, tử vi tuần 4, từ ngày 23 âm lịch đến hết tháng. Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo rằng Thái Dương xuất hiện, điều này hứa hẹn vận trình của tuổi Bính Ngọ tương đối khả quan, đặc biệt là về sự nghiệp, quý nhân giúp sức, cộng với bản lĩnh của chính mình, cho nên bạn thuận lợi giành được cơ hội tốt, đó có thể là dự án, kế hoạch, hợp đồng hoặc là một vị trí mà quý tín chủ ao ước từ lâu. Quý nhân tỏa sáng, con đường tài lộc vì thế cũng thăng tiến rất nhanh, với lợi thế chiếm giữ, bạn hoàn toàn có thể đa dạng nguồn thu chứ không bó hẹp trong một công việc chính. Quan trọng nhất là quản lý tài chính chi tiêu hợp lý, đề phòng kiếp tài gây loạn có thể làm hao tổn thiệt hại số tiền mà bạn đang tích lũy. Các cặp đôi mới yêu thì tình cảm ổn định có thể lên kế hoạch ra mắt gia đình hai bên, mọi sự đều được tiến hành theo đúng mong muốn của hai bạn, nhờ các tinh thiên hỷ chở che. Còn người độc thân thì không có cơ may gặp được lương duyên, cho nên tạm thời bạn tự phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống, tương lai sẽ có người xứng đôi vừa lứa. Điểm không ổn nhất của tuổi Bính Ngọ đó là sức khỏe do ảnh hưởng từ môi trường và tác động của ngoại lực mà bạn gặp bệnh tật, đau ốm, rồi họa huyết quang hay va quẹt xui rủi. Tuần này hãy tránh xuất hành đi xa, tránh tham gia các hoạt động có độ rủi ro cao và luôn nâng cao tinh thần cẩn trọng, chú ý bảo vệ thân thể. Quý cô bác thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau tốt cho mọi việc, vậy bạn hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là chôn cất, cưới gã, chỗ cửa, dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 này sẽ mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt,
cùng sự tốt lành may mắn để gia chủ thu được lợi ích lớn nhất từ ngày Tốc Hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 là khởi công tạo tác, cho nên việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt, cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày Tốc Hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác, nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ thuận lợi, mà ít gặp phải khó khăn hay trở ngại. Hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ giúp đỡ, cho nên mọi chuyện cũng trôi chảy nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, sinh lão bệnh tử là quy luật không thể tránh khỏi trong cuộc đời mỗi người. Câu chuyện về hạt cải và lời Phật dạy về sống chết dưới đây sẽ khiến bạn cảm thấy an yên mỗi khi nghĩ về điều này. Câu chuyện về hạt cải. Xưa kia, ở thành Xá Vệ, có một cô gái tên là Kisa nghèo khổ và bất hạnh. Cô cũng có chồng như bao người phụ nữ khác, nhưng luôn bị nhà chồng khinh rẻ, ngược đãi. Khi đứa con trai đầu lòng ra đời, cô được quý mến và đối xử tốt hơn. Nhưng dường như may mắn không mỉm cười, khi chỉ một thời gian sau đó đứa con trai bé bỏng của cô đã ra đi mãi mãi vì bạo bệnh. Không gì đau đớn hơn khi chứng kiến đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra chết ngay trên tay. Dù đau khổ đến tột cùng, cô vẫn hy vọng sẽ có người cứu được đứa con của mình sống lại, nên ôm xác con đi tìm thầy cứu chữa. Nhìn cảnh mẹ con ôm nhau lê từng bước chân trên đường, ai cũng ngậm ngùi xót xa, bởi việc cứu sống đứa trẻ là điều không thể mà người con gái ấy vẫn nuôi hy vọng. Do đó, nhiều người tin vào thế giới tâm linh đã hướng dẫn cô đến gặp Như Lai Thế Tôn, mong nhờ Đức Phật tế độ, biết được hoàn cảnh đáng thương của cô gái. Đức Phật liền hứa sẽ giúp, nhưng cô phải đến nhà nào chưa từng có người chết xin về vài hạt cải, ngài mới có thể cứu sống đứa bé cho cô. Với một niềm tin mãnh liệt con mình sẽ được cứu sống nếu có được vài hạt cải trong một gia đình không có người chết, cô liền phấn khởi ra đi, lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng chớ trêu thay, hạt cải thì nhà nào cũng có, nhưng tìm nó trong một gia đình không có người chết thì quả thật là không thể được. Bởi vì nhà nào cũng có người chết, cô đi khắp hang cùng hốc hẻm, cũng không tìm ra một gia đình nào không có người chết như yêu cầu của Đức Như Lai. Quá thất vọng và mệt mỏi, cô ngã quỵ bên lề đường, ánh mắt không thôi hướng về đứa con bé bỏng. Dù xác đứa bé đã cứng đờ, trong sự đau khổ tột cùng, cô đã nhận ra ai rồi cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đau thương mất mát là một sự thật của kiếp người, yêu thương mà phải xa lìa đó là một nỗi khổ, niềm đau, có hợp phải có tan. Đó là định luật nhân duyên quả của cuộc đời. Từ đó, cô không tìm hạt cải nữa, mà đem xác con mình vào rừng và thanh thản trở về bạch Phật và xin được xuất gia tu hành. Quý vị thân mến, qua câu chuyện xúc động về tình mẫu tử ở trên, hãy cùng lắng nghe lời Phật dạy về sống chết để hiểu hơn về quy luật cuộc sống trên thế gian này. Sinh tự Hà Lai, tử tùng Hà Khứ, sinh từ đâu đến, chết theo đâu về, đó chính là câu hỏi đã làm cho con người băn khoăn từ muôn thuở. Trước nỗi sợ chết, có những người hối hả lao vào hưởng thụ, sợ không còn kịp trước hạn cuộc ngắn ngủi. Một số người khác, trái lại ra sức bám víu, tích góp của cải tiền bạc, chạy đua theo danh vọng, quyền lực, đến quên ăn bỏ ngủ.
Quên cái chết đang rình rập với ảo tưởng cho rằng nếu có được danh vọng, quyền lực hay của cải thì có thể có khả năng che chắn để cái chết đừng đến. Thực tế chứng tỏ mọi thứ trên cõi đời này đều là vô thường, giả tạo. Khổ đau luôn bám víu thân phận con người, khổ đau về vật chất như thiếu cơm ăn, áo mặc, rồi đến cái khổ vì già bệnh chết. Nên ngày xưa người ta hay cố gắng luyện thuật trường sinh bất tử để sống đời, nhưng có ai không chết bao giờ đâu. Theo lời Phật dạy, trên đời này có sinh là có tử, yêu thương xa lìa khổ, không có cái gì là cố định cả, tùy theo nhân duyên, tùy theo điều kiện mà nó đổi thay sớm hay muộn mà thôi. Sống chết là một quá trình tương tục không có khởi đầu và không kết thúc, trừ khi các bậc giác ngộ có khả năng đoạn trừ vòng sinh tử luân hồi, cái chết đặt mầm mống cho cái sống, đem lại cho cõi đời muôn vàn hương sắc, đồng thời, cái chết giúp con người nhận thức sự phù du của cõi thế, sự mong manh của kiếp người, tính hư ảo của danh lợi. Cái chết còn cho phép ta nhận ra vẻ bi tráng của trần gian, sự mầu nhiệm của cuộc sống. Khi chúng ta bước lên giường ngủ, chúng ta không thể bảo đảm ngày mai mình còn sống hay không. Do đó, mỗi sớm mai khi mở mắt thức dậy, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối trong cuộc đời mình. Sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không phải hối hận vì bất cứ điều gì. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.